Kính thưa đồng bào, đây là hình màu gốc, hình khuôn mặt những anh hùng chiến sĩ trận vong hiện ra tại nơi đây trên nền trời, cảnh báo cho nhân loại được biết về việc tận thế đang bắt đầu xảy ra. Và thế giới cộng sản sẽ bị sụp đổ hoặc là giải tán hoặc là sẽ bị người dân xử tử hình. Và cũng như những kẻ giàu có hung dữ, ích kỷ kiêu ngạo cũng sẽ chịu chung hình phạt với những người cộng sản hung dữ ác độc. Đây là hình ảnh anh hùng chiến sĩ trận vong hiện ra trên mây tại nơi đây trên nền trời thuộc thành phố Westminster, California 92683. Cảnh báo cho nhân loại được biết về việc tận thế đang bắt đầu xảy ra. Và nhân loại cần mau mắn ăn năn sám hối, lập công chuộc tội bằng cách là phụ giúp tôi thông báo những tin mừng vĩ đại này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Và đó là cách tốt nhất để lập công chuộc tội hoặc là lập công bồi đức. Vì thế đồng bào mau mắn vào trang website faithgodjesuschrist.com xem xét học hỏi, cùng lúc copy những hình ảnh này và thông báo cho tất cả đồng bào nhân loại được biết gấp. Sau khi đồng bào copy những hình ảnh đặc biệt này và sang nhạc tĩnh tâm hoặc là nghe chương trình của Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại do Y sư Thánh Giống lãnh đạo, thì đồng bào nhớ mau mắn gửi check hoặc money order về để phụ giúp Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại để chúng tôi thông báo những tin mừng vĩ đại này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp, bởi vì đây là sấm lệnh của Thượng Đế ban cho nhân loại. Và người Việt Nam chúng ta đã được may mắn biết trước, và chúng ta có bổn phận làm gương sáng cho đồng bào nhân loại. Tôi chính đây Y sư Thánh Giống Minh Vương Việt Nam, người đã được Cha Trời Thượng Đế toàn năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt Nam chúng ta và cùng hàng triệu 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 anh hùng chiến sĩ trận vong chọn để làm việc lãnh đạo cứu nguy Việt Nam và nhân loại. Và chúng ta tất cả nhân loại có bổn phận làm việc chung với nhau, phụ giúp tôi thông báo những tin mừng này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Đặc biệt người Việt Nam chúng ta không được phép chậm trễ nữa, bởi vì chúng ta đã quá chậm trễ và sự chậm trễ này không thể tiếp tục xảy ra. Và đương nhiên những kẻ nào cố chấp kiêu ngạo khinh thường việc làm Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại thì những cái đó lần lượt sẽ mất tất cả những hồng ân vĩ đại của Thượng Đế ban cho. Thì ráng chịu, sau này có nghiến răng thì đã muộn, bởi vì tôi không thể làm gì để giúp các người khi mà chúng ta trình diện Cha Trời Thượng Đế toàn năng. Giờ đây là lúc mà chúng ta còn có thể làm được, bởi vì chúng ta còn có chút đỉnh thời gian để chứng tỏ lòng sám hối, lập công chuộc tội. Tất cả nhân loại cần sám hối, lập công chuộc tội gấp. Và đây là cách tốt nhất để lập công chuộc tội hoặc là lập công bồi đức, là ăn năn sám hối, phụ giúp tôi thông báo những tin mừng này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp, bởi vì đây là thời mạt kiếp đang bắt đầu xảy ra. Hôm nay là ngày 25 tháng 1 năm 2015. Y sư Thánh Giống Minh Vương Việt Nam tường trình tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ Freedom Park, Westminster, California 92683. Thánh Giống chúng tôi thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào đã theo dõi phần cảnh báo và thông báo vô cùng quan trọng ngày hôm nay. Thánh Giống kính chào tạm biệt. Đặc biệt những người cộng sản ở những nào mau mắn trao trả quyền lãnh đạo đất nước do chính ta làm việc cùng đồng bào gấp. Nếu các người chậm trễ thì sau này các người, sau khi chết, linh hồn các người sẽ bị nhốt chung với bọn quỷ sa tăng vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Nhớ những gì ta cảnh báo ngày hôm nay.